chút thì 5 đồng 79 sen. Còn muốn ăn cá tuna nhìn ngon lắm các bạn ơi, đây nè, cá tuna 9 đồng 55, có gà luôn. Còn không ăn cá thì ăn trứng chiên thì 9 đồng 55 với lại gà. Curry House này ăn rất là ngon luôn các bạn ơi, mà giá đó, giá cả mình thấy là đối với mình thấy nó rẻ nha. Cái nước biển á xanh thiệt là xanh luôn, đẹp thiệt là đẹp luôn. Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình đưa các bạn đi ăn Mochi Donuts. Cái tiệm này nổi tiếng lắm nha, ở trong khu shopping Alamona. Tiệm tên là Liliha Bakery, bán mochi rất là ngon luôn, Mochi Donuts. Bây giờ mình bắt đầu mình đi nha. Mình sẽ chia sẻ cái cách đi xe bus như thế nào, tại vì hiện tại là mình đi xe, nhưng mà mình sẽ quay lại mình chia sẻ cái cách đi xe bus như thế nào. Từ Waikiki xuống đây rất là gần luôn, mình đi bộ cũng được nữa các bạn. Nhưng mà từ chỗ mình đi bộ là đây khoảng 9 phút, nhưng mà hôm nay tụi mình đi chơi đi ăn uống xong rồi bây giờ là lái xe lại đây để đi biển nữa các bạn. Thì kế bên Alamona Shopping Center là nó có một cái bãi biển và cái park, cái công viên cho mấy đứa nhỏ chơi á, nên sẵn đây mình ghé mình quay cho các bạn xem chỗ nào ăn uống ngon. Và bây giờ mình bắt đầu mình đi nha. Đây, đây là cái mall, cái mall Alamona Shopping Center. Thì cái tiệm này nó nằm ngay chỗ cái khu Macy nha. Còn bên đây, bên đây là nguyên một cái công viên và ngay chỗ cái bãi biển luôn đó, đẹp lắm. Lát mình sẽ quay chỗ này cho các bạn xem. Các bạn có thể đậu xe bên kia nha, mà tụi mình là mới cho mấy đứa nhỏ đi đang đi ở bên bãi biển á, cho nên đậu xe bên kia luôn. Giờ đi bộ qua đây, đi bộ qua thì chỉ có vài phút thôi, 8 phút đi bộ thôi. Tới đây cho dù mình không đi shopping, không mua sắm, nhưng mà mình khuyên các bạn cũng nên đi đến đây một lần cho biết nha. Bởi vì sao, nó có ở trong đây người ta có một nguyên một cái food court bán đồ ăn, nhiều đồ ăn ngon các bạn. Đây, cheeseburger. Vô bước vào thì bên tay phải của các bạn là một cái tiệm bán đồ ăn. Wow, nhìn hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Rồi mình lại mình quay giá cả cho các bạn nha. Một hộp, một hộp hủ tiếu xào của Hàn Quốc Japchae là 5 đồng 29 sen. Còn cái garlic chicken bự lắm nha, bự lắm, cái này khoảng 3-4 người ăn mới hết, là 9 đồng 29 sen. Còn 9 đồng 55 là có đâm liền, rồi có Japchae luôn, rồi có garlic noodle luôn. Ở chiều chiều á, mà mình không muốn đi ra ngoài ăn á, mà mình muốn đi biển, mình có thể ghé đây, ghé đây là mình mua. Còn musubi á, nè, musubi mình không thấy giá, để lắm mình hỏi cho các bạn nha. Đâm liền mandu, mandu 5 đồng 39, một cái như vậy là 2 đồng 61 sen. Các bạn có thể mua cái chicken garlic loại size nhỏ một chút, nhỏ một chút thì 5 đồng 79 sen, dù ăn không hết á. Còn muốn ăn cá tuna nhìn ngon lắm các bạn ơi, đây nè, cá tuna 9 đồng 55, có gà luôn. Còn không ăn cá thì ăn trứng chiên thì 9 đồng 55 với lại gà. Còn muốn ăn cá chiên là như đây, 9 đồng 55. Là mấy cái hộp nhỏ nhỏ như là giá nè, rau cải xào nè, 1 đồng 49 sen một hũ như thế mà ăn lạnh nha, có kim chi nữa.
Còn mấy hũ bên đây á, là 5.99 một hũ như thế này. Bước vào cổng chính thì bên tay trái nó có Steak and Fish. Đó. Thì mình quay giá cho các bạn nha. Size order yakisoba. Giá bên đây thì mắc hơn ở chỗ nãy mình quay. Ramen ramen spicy ramen 11.95. Tuy là mắc hơn nhưng mà thật ra bên Hawaii dự giá vậy là tương đối cũng rẻ các bạn. Rồi kế bên là một cái mama spaghetti bán đồ Ý. Trời ơi, cá với lợn nhiều tươi lắm nè. Aloha. Look at this. I mean, where do you find places like this? This is amazing, you guys. Tôm hùm, tôm, kem chép. Cái số 18 nhìn hấp dẫn quá ha. Để mình coi 18 là cái gì đây. 18 là Seafood Harvest, 19 đồng 50 sen cho một cái order đó. Nhìn hấp dẫn mà có nhiều đồ biển lắm nha. Các bạn có thể vô đây ngồi ăn nè. Mà người ta để bàn xa xa, cách nhau cũng 6 feet. Rồi ở đây mà hai cái món mà mình thích ăn ở trong đây mà mình cũng hay ăn đó là gì các bạn biết không? Chobili ở bên này nó khác hoàn toàn. Nó cái vị của nó khác hẳn với lại chobili ở bên Irvine, thành phố Irvine của Cali. Mình có quay mình review lúc mà mình đi chợ Phi á. Ở bên này thì nó ngon hơn bên Cali, cho nên bên Cali mình ít khi nào mình ra đó ăn lắm, trừ khi mình ở khu đó đó mình mới tới mình ăn. Còn ở đây ha, mình đón xe bus mình chạy tới đây ăn cũng được nữa, tại vì cái vị của nó làm ngon và nó thơm mà nó phải nói là nó khác các bạn. Cái thịt nó cũng tươi hơn. Với lại ở đây đắt quá mà. Đó thì cái món mà mình thích ăn á là spaghetti ở trong đây. Spaghetti trong đây bán ăn được, ngon nè. Và dễ ăn. Rồi gà. Giá cả thì nó cũng phải chăng. Ví dụ nguyên một cái bucket 10 miếng thì 22 đồng 49. Còn nếu mà mua giống như một người ăn á, là một cái đùi gà với là một cái soda và một dĩa spaghetti là 8 đồng 99. Còn hai miếng gà thì 10 đồng 99. Thường thường á, mình vô đây mình hay order ở đó rồi sau đó mình order tiếp cái kế bên để mình ăn luôn các bạn. Mỗi lần tới đây là mình hay order hai cái, hai bên luôn. Đây thì đối diện với lại Chobili là Curry House. Curry House này ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Mà giá đó, giá cả mình thấy là đối với mình thấy nó rẻ nha. Tại vì một dĩa khoảng có 10 đô thôi. Curry Coco House thì ở cái tiệm này ở trên Irvine cũng có nha các bạn. Trong khu shopping của châu Á đó, ở trên Irvine đó. Đây mình cho các bạn xem giá nha. Đây là giá ha. Thường thường á, mình vô đây mình ăn cái món này thì chỉ ăn với cơm thôi. Mình hay ăn chicken là cái số local number one nè. Chicken cutlet and cheese 9 đồng 75 nè. Còn nó thơm mà nó ngon lắm các bạn. Để lát mình mua mình ăn review cho các bạn xem nha. Đó. Nhưng mà các bạn lưu ý giùm mình nha. Ở cái mall này người ta đóng cửa 7 giờ. Cho nên là bạn muốn ăn thì phải chơi tới trước 7 giờ. Người ta có một cái dài cái ghế ngồi đây. Nhưng mà hiện nay người ta không có cho vô. Người ta để là dining area closed. Chỉ check out thôi đó. Các bạn có thể đi cái ngã này nè. Đây. Nó tìm cái chỗ đậu xe làm sao mà ngay chỗ cái Jubilee and Curry House luôn, để không có cần phải đi bộ. Mình 3 năm trước mình tới đây mà tới bây giờ mình vẫn còn nhớ đường đi luôn. Mình nhớ nó đậu ở đâu luôn. Mình nhớ cái tiệm này nó nằm ngay chỗ cái cổng nào luôn. Bây giờ mình cho các bạn xem cái hàng người ta xếp hàng để mua Jubilee nè. Đây.
Các bạn có để ý không? Tiệm nào mà bán về chiên này nọ thì rất là đắt. Nhưng mà tiệm nào mà bán về vegan nè, bán về rau củ quả hay là ăn chay, ăn chùm healthy này nọ thì rất là vắng. Bởi vì đa số người ta sẽ thích ăn đồ béo hơn các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ xếp hàng mình mua hai bên luôn. Để mình ăn mình quay giới thiệu với các bạn luôn. Đây là food court nha các bạn, của Alamo Namor. Các bạn nhìn thấy nó rộng dễ sợ không? Mình rất là ghiền ăn kem của Haagen-Dazs. Đó. Lúc trước có tiệm này nhưng mà mùa dịch cái là đóng cửa luôn, có nhiều tiệm không có thể nào survive, tức là sống nổi trong mùa này các bạn. Cho nên nhiều nhà hàng lúc mà mình quay lại đây, mình quay lại thì mình hỏi là không còn mở cửa nữa. Tiệm Philly Cheesesteak thì ít người, không có thấy ai đứng xếp hàng hết. Đó, rồi Ken Chicken, tức là cũng bán fried chicken luôn nè. Người ta thích ăn fried chicken ở bên Mỹ lắm các bạn. Panda Express. Bên đây là đồ ăn Hàn Quốc, Korean barbecue. Tiệm này thì không có thấy đông người, hơi vắng. Nhìn đồ ăn cũng hấp dẫn lắm nhưng mà không có thấy thịt. Thấy đồ chay ở trên này đang chưng. Nếu mà hello, aloha. Hello. Đây không có thấy thịt chưng lên. Nhưng mà ở trên đây là người ta đây nè, có bibimbap nè, barbecue ribs nè, chicken nè. Để mình cho các bạn xem giá cả nha. Khao vì là 19.95. Sẽ có 4 cái vegetable, rồi rau củ quả đó, với là hai muỗng cơm. Mình quay gần cho các bạn xem giá nha. Bên này là Panda Express. Panda Express thì nổi tiếng quá rồi cho nên ai cũng biết hết trơn á. Rồi mình cho các bạn xem mấy món ăn nè. Chicken spring beans. Giá của họ là một tô. Một tô 8 đồng 70 sen. Go ahead. Yeah. Một tô 8 đồng 70 sen. Gồm có một cái entree, tức là một món ăn mặn và một cái side. Còn cái dĩa đó thì 10 đồng 20. Gồm hai món ăn mặn á, ví dụ như là kung pao chicken hay là tôm, gà rồi đó các bạn. Rồi thêm hai cái side như là cơm hay là mì rồi đó, là 10 đồng 20 sen. Còn ba món mặn với lại một cái xài á là 11 đồng 70 sen. Giá vậy là ở bên Hà Hoa gì mình thấy giá vậy là rẻ. Này ramen. Ramen thì mình sẽ quay về một cái tiệm ramen và udon ngon lắm các bạn. Ở ngoài Waikiki á. Vừa rẻ vừa ngon.
Có điều là đứng xếp hàng, mình quay lại mấy lần rồi, đứng xếp hàng dài quá, xong mình phải bỏ đi bởi vì đứng xếp hàng 40 phút vẫn chưa tới mình nữa. Wow, cái tiệm này bán đồ Ý nè. Tiệm này thì ở bên Cali có nha, mà nó hơi vắng, không thấy khách. Bên hàng bên tay trái thì bán taco, khoi bô. Hàng này thì vắng hơn. Chicken lâu lâu là cái món nổi tiếng ở đây. Giống như là thịt mà người ta hầm thiệt là mềm vậy đó. Là cái vị của người Hawaii gì á các bạn. Đồ ăn Thái. Đồ ăn Thái nha, để mình quay cái giá nha. 5.75 cho Tom Yum Kung Soup. Còn gỏi đu đủ là 7.99. Gỏi cuốn, hai cái gỏi cuốn thôi là 8.95. Gỏi cuốn bên này bán mắc ha, hai gỏi cuốn 8.95. Rồi combo á thì 13.99. Đồ Thái thì lúc nào cũng cao hơn là đồ Việt Nam á các bạn. Giá cao hơn. Jamba juice. Đây, mình đi ra. Giờ mình đi tới cái chỗ mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay, đó là Mochi Donuts. Ăn rất là ngon, ngon tới nỗi mà có một người bạn nói là ước gì đi đây lâu chút để mà ăn được nhiều lần. Cái tiệm Lily Hà là nó nằm bên khu Macy nha các bạn. Cho nên mình phải đi bộ qua bên đây. Thì cũng sát bên thôi, đi bộ khoảng mấy phút thôi. Wow, nước đẹp chưa? Mình đi vô cái ngõ Macy. Rồi mới đi tới cái tiệm Mochi được. Khi mà vô đây rồi, vô Macy rồi, mình phải lên lầu thứ 3 mới tới cái tiệm nha các bạn. Nhớ nha, tầng 3 nha. Tại mình mang mask, mình mang khẩu trang cho nên mình cố gắng mình nói lớn, không sao sợ vẻ các bạn không nghe. Đây, cô bạn mình đây. Lon ton trước dẫn đường. Mình lo mình quay còn cổ hả? Là cổ đi vòng vòng, không thôi đi với mình, thấy cũng tội lắm, thương lắm. Wow. Trên lầu 2 là người ta bán mỹ phẩm đó nè. Chanel. Trang sức đồ. Đây, lên tầng nữa. Trời, mình chỉ tỉ mỉ cho các bạn luôn á, là các bạn sẽ đi thẳng tới được luôn. Nhớ nha, lầu 3. Rồi cái vừa lên cầu thang quẹo phải, nó nằm ở phía sau lưng của cầu thang á. Đây nè. Đó. Các bạn thấy không? Lily Hà Bakery, tức là cái tiệm này nó nằm trong Macy luôn. Còn không á, bạn lái xe ngay chỗ cái cổng ở trên đây. Mình lái xe lên trên đây được nè các bạn. Đó,
ở cái tầng trên cùng của Macy luôn. Rồi trong đây cũng có bán bubble tea nữa nha các bạn, bán hơi trà sữa 495, matcha 495, cà phê jelly là 5 đồng 95. Rồi mấy rổ chanh này, chanh này là chanh giả ha. Nhìn thấy giống như thiệt á, đẹp ghê á. Mở cửa là 7 giờ sáng tới 8 giờ tối. Bánh nè. Wow, cái bánh coconut nhìn ngon chưa? Đó. Rồi ổi nè. Trời ơi, bánh nhìn ngon quá mà thơm quá chừng luôn. Trời ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Trời đất ơi, cái bánh này nó bự bằng cái rổ này to lắm. Bự chắc khoảng bằng cái thao á các bạn. 7 đồng 50 sen. Nguyên cái ổ bánh mì luôn. Cái này là loại bằng khoai môn 5 đồng 99. Nhìn hấp dẫn quá nè. Ở ngoài nhìn thấy ngon quá trời luôn nha. Rồi ở đây là bánh ngọt, pound cake đồ. Ôi ôi, cái này nhìn ngon quá. Wow, bánh này nhìn ngon quá chừng nè. Đây là giá nè các bạn. Wow, cái jam nè các bạn. Nhìn thấy hấp dẫn quá ha. Rồi cookie nữa nè. Cái này giờ bạn nào mà thích ăn ngọt là ghiền lắm luôn. Mà sinh nhật mà không có muốn làm một cái bánh bự, thiệt là bự á, ghé đây mua một cái bánh nhỏ nhỏ như thế này nè, cũng khoảng 2 người ăn á. Trời ơi, nhìn hấp dẫn vô cùng luôn nha. Đây nè, bánh su nè. Two of ham and tuna roll. Yes. You and that? What flavor is this? Taro. Taro. Oh, khoai môn. Em muốn hai, chị muốn sao? Chắc chị lấy hai, lấy 4 tổng cộng nha. Ừ, lấy 4 cái. Can we get 4? Okay. Anything else? We're still thinking. Is this one small? I mean, sweet? The coconut Danish? Chắc sweet quá. Yeah. Sweet? Okay. Hai cái cream, mua thêm cream puff nữa. Bây giờ đi ra lại nha các bạn.
Đây, hai tay xắt hai bên. Đây. Tạm biệt Macy. Bây giờ mình đi ra mình ăn, ngồi review cho các bạn. Nước biển á, xanh thiệt là xanh luôn, đẹp thiệt là đẹp luôn. Xa xa là người ta chơi banh kìa. Trời, dễ thương dễ sợ chưa. Vui ha. Còn cái anh nhỏ này bây giờ anh đang nằm. Anh đang nằm, anh nghỉ mệt nè. Anh phơi nắng. Đây, một hộp bánh như thế này có thêm cái này nữa, mình mua 4 cái nữa là 20 đô. Tính luôn thôi, 20 đô mấy chục sen gì đó. Giờ mình ăn thử coi nó ngon như thế nào nha. Đây. À. Ok, nhất định. Bây giờ review cho các bạn xem cái donut, mochi donut này nó ngon như thế nào. Bạn của đại ca nói là rất là hối hận qua bên đây mà ăn không được nhiều. Bây giờ buồn quá đi. Mà cái này không biết mình đem về đất liền được mà. Chắc được mà ha. Nhưng mà không biết để lâu nó còn ngon hay không. Nè, mời các bạn nha. Ở trong này là cái vị khoai môn. Ở bên đó, ở bên Hawaii gì là người ta rất là thích ăn khoai môn các bạn. Ăn đồ mặn cũng có khoai môn, làm bánh cũng có khoai môn. Người ta ăn cái gì cũng có khoai môn hết trơn. Cái này á, khi mà bạn nghe chữ mochi, bạn tưởng đâu nó dai như là bột nếp á. Rồi khi mà bạn liên tưởng tới donut là cái bánh donut của người Mỹ các bạn. Nhưng mà thật ra nó dai hơn cái bánh donut bình thường. Chứ nó không phải là nó dai như là bột nếp mà các bạn ăn bánh mochi bình thường nha. Khi mà bạn ăn bánh mochi bình thường nó dai hơn, nó dẻo hơn. Còn này nè, thôi tự chụp ổn đây, cầm cho personal assistant, không được trả tiền. Trả đồ ăn chính là cầm đồ nè. Này mình xé cho các bạn nha. Ăn đi cưng, ăn đi. Trời ơi, tự nhiên personal assistant ngồi đó coi chị ăn. Em đi làm cái giá chị để đồ đó. Cái gì nè đó. Chứ nó không phải dai như là bánh mochi. Nó ngọt. Bạn nào mà thích ăn ngọt á là sẽ thích. Các bạn thấy đường nó rớt, nãy giờ mình nói chuyện mà nó rớt không? Nó lợ, nè, cái lớp nè, rớt nè. Đối với mình thấy nó ngon. Nhưng mà ăn một lần này thôi. Không có cần phải ghiền tới nỗi là phải quay lại ăn. Giống như trà sữa đi, mình sẽ đi tìm mọi góc ngõ chỗ nào bán trà sữa mình mua mình uống. Nó dở thì
ráng chịu, nhưng mà mình ghiền trà sữa cho nên là mình sẽ tìm, mình quay lại, mình tìm chỗ này ngon mình sẽ quay lại. Nhưng mà bánh mochi này nó ngon, nhưng mà mình sẽ không quay lại để mình đi tìm, để mình ăn thêm lần nữa. Nghĩa là cái độ ngon của nó ở cái lĩnh vực khác, là dành cho bạn nào mà thích ăn donut đó. Bạn mình không thích ăn ngọt nha, nhưng mà quất hết nửa cái rồi, bây giờ tiếp tục thêm nửa cái nữa là một cái. Không, thì nghĩa là trả để ăn. Ờ vậy đó hả? Chứ không phải là ăn cầm khách, không phải là ăn để mà quay với mình. Nghe thấy tội nghiệp ăn quá các bạn đó, ha. Đúng rồi, em lỗi tại đó. Mình lỗi tại mình ép bạn mình ăn. Ăn cho nó có tụ. Kể chuyện gì nghe. Tự nhiên đặt em vô kể chuyện hoài vậy chị. Em đang mơ màng. Ê, em ăn em hay gỡ cái đường xuống này. À đúng rồi, nãy giờ mình không cần gỡ, mình ngồi mình vừa giới thiệu thì đường nó tự rớt. Tại vì nó ngọt quá. Sorry. Xin lỗi các bạn. Ở nhà mình dạy gia đình đó là đồ ăn ở trong miệng không được nói chuyện. Don't talk when your mouth is full. Full. Mà mình quay, mỗi lần mình quay với các bạn mà mình đợi mình nhai xong rồi mình mới giới thiệu, mình mới nói, mình mới review á, lúc đó video nó dài lắm các bạn, cho nên thông cảm với mình nha. Sao em thấy sao, ngon không? Có thì wow em, không em thấy không có wow. À wow. Nhưng mà em nói ổn đó, mà nếu mà để mà xếp hàng nó quay lại thì xếp hàng không có đông lắm, tại mình đi cái giờ này là các bạn biết là 5 giờ, nãy mình tới đó 5 giờ phải không? Mới 4 giờ mấy á. Ủa? Giờ 5 giờ rưỡi nè, thì từ đằng đó lại đây cao lắm nè. Nửa tiếng rồi chứ nhiều. Đi bộ qua đây khoảng 10 phút thôi. Thì ăn. Nãy nửa cái đừng ép em nha. Rồi nè. Đừng có dầu em vô đường không, cùng nha. Người nào dịnh cái miếng đó rồi thì ăn miếng đó. Chị, hồi nãy em xè nguyên một cái bàn tay đó. Em xè với một bàn tay em cầm sao chị ăn được. Rồi bây giờ chị kêu em dịnh chỗ nào ăn cho nó nổ. Đúc cho ăn tình thương mến thương. Trời ơi, hôm nay là tụi mình ăn là ăn khí thế, ăn hồi trưa nha, là kêu đầy bàn đồ ăn luôn. Ăn hả kêu bằng mà nó muốn lăn luôn, lần nào cũng vậy hết á. Tại vì ăn review cho nên là kêu nhiều đồ ăn, kêu nhiều món khác nhau á các bạn. Mà thật ra thì mấy đứa nhỏ đâu có ăn, ham chơi mới ăn, cho nên người lớn phải ăn. Mà ăn á thì muốn ăn cho nó xong chứ không có muốn phát, không muốn đem về. Mà ăn bỏ thì mang tội, cho nên ráng ăn cho xong, cho hết. Lúc mình quay thì các bạn cũng thấy rồi, các bạn thấy cái bàn không còn gì trong đó đó, ăn sạch luôn. Tại mình cũng dạy gia đình là ăn đừng có bỏ mứa đó, cho nên mình phải làm gương. Chị lấy hai cái phim pháp này hả? Ừ. Chị đây nè. Rồi hốt nó luôn đi em, chuyện nữa. Phim phớt. Cái này gia đình thích ăn lắm. Một mình gia đình có thể ăn 10 cái, nhưng mà mình không dám mua nhiều chảnh các bạn. Cái này là phim phớt, bánh su, gọi là bánh su kem nè. Trời ơi, ở trong nó vàng khe luôn các bạn ơi. Chị trọng ha. Chị custard thôi. Nó không có mang gọi đâu, chỉ là egg custard thôi. Là cũng thơm. Vị trứng á. Ừ. Được nha, không phải ngọt lắm. Nó hơi bị sớm. Mình thấy cái này ngon, nhưng mà tất nhiên ở trong nó hơi lạnh nha. Ở ngoài nó mọc một lớp đường. Đường bột. Mình theo khẩu vị của Katie á, ăn ừ được thôi, chứ không phải ngon xuất sắc. So với là cái tiệm mini bakery mà của Hàn Quốc ở trên đường Magnolia và đường Garden Grove mà lúc trước mình có giới thiệu á, thì ở chỗ đó ngon hơn. Cái này nó ngọt, mà nó ngọt nó không có đọng lại cái hương vị khi mà mình ăn, giống như nó nhàn nhạt. Cái background đẹp quá ha. Bình thường mình quay cái background á là
đẹp. Cho nên mình thích đi biển lắm các bạn. Đi biển mình quay cái background của biển như nè, đẹp với sợ luôn á. Rồi giờ tới chương trình gì? Muốn ăn gì nữa? Mình để nước dừa trong đây nè. Dạ, một bịch này có gì đó. Bánh phồng cái chị. Hôm bữa mình đi Costco mình mua nè các bạn. Đây, nguyên một bánh hồng cơm này có 7.99 là rẻ dễ sợ luôn. Còn cái này là bánh hồng cơm, cũng có bánh hồng cơm chiên mà loại to thì to. Bạn nào mà không biết ở bên đất liền có không mình không biết, nhưng mà ai mà ở Hawaii gì mà làm gọi khỏi chiên ra Costco mua bọc như thế này. Con này cũng Hawaii làm từ đây. Ừ, làm từ Hawaii gì mà nó cao lên, nó đầy luôn. Thì một bọc như thế này là 10 đô. Có trong biển nha, dưới này nó có trong biển mà ngon. Rồi có bạn nào á kêu mình đi mua cái này. Cái này là khô cá. Khô cá mà ăn chơi ăn vặt á, ăn được liền chứ không phải đem về nướng. Cũng trong Costco luôn nha. Nói là mua về đất liền á là làm quà. Mà mình ăn thử trước có ngon không? Mua về ở kia họ không có ngon rồi mình ôm xô nữa. Bây giờ ăn hết review cho các bạn luôn nha. Bây giờ trước hết lấy một cái bịch, lấy một cái trái chà bá lửa kìa, cái đầy luôn ha, bự vậy đó nó mới ăn cho nó mập. Ăn bao mập đây, coi cái mặt của mình nè, còn cái bánh nè cũng gần bằng cái mặt của mình nè, các bạn thấy không, to đùng luôn. Thì người ta rắc rong biển sấy khô lên nè, cái mè nó mới có mè nữa. Oh wow, nó có hộp mè trắng ở trên đây luôn. Wow. Hôm nay tụi mình là đi ăn nhiều lắm, với lại lái xe vòng vòng đi lên North Shore nhiều. Đi vui ha. Ngày mai thứ sáu là đi tụi mình sẽ đi là Pearl Harbor. Để coi Diamond Head là lên lên đỉnh núi á. Còn Polynesian Culture thì book vé chưa được. Rồi đi ăn shrimp. Garlic shrimp rồi. Đi ăn nhà hàng Phúc Duyên rồi. Shake Ice mà tiệm nổi tiếng Masamuto rồi. Biết đọc có đúng hay không. Nhớ không? Cứ nhớ tên tiệm không? Masamuto vậy. Ngon ghê. Rồi đi chùa Nhật nổi tiếng rồi, đi Macadamia Nut Farm rồi, đi lễ chỗ mà người ta quay Kalua Ranch, tức là người ta quay về cái phim Jurassic Park đi rồi, biển mà cây kỳ biết cũng đi rồi. Nhưng mà các bạn biết không, những cái gì mình list cho các bạn biết là tụi mình đi rồi, quay phim rồi, nhưng mà không có lên video kịp. Tại biết sao, sáng đi xong rồi tới chiều tới tối, có khi chưa về, mệt, nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng 2 tiếng xong cái đi tiếp tới 9 giờ rưỡi tối mới về tới nhà. Thì lúc đó tắm rửa xong là coi như là nguyên người mình nó mệt rồi, mình chỉ muốn ngủ thôi, không có thời gian edit video, cho nên là I edit video rất là chậm, các bạn thông cảm. Nhưng mà mình sẽ làm video từ từ để mình chia sẻ hết tất cả những nơi mình đi, để cho các bạn, bạn nào mà thích thì các bạn có thể theo dõi rồi đi theo những cái chuyến được, rồi mình review thật cho các bạn luôn. Tại vì cái chi review thật cho các bạn biết là biết tại sao, có những người thú review mình đi theo mình ăn, nhưng mà thật ra khẩu vị không có hợp, cho nên mình sẽ chia sẻ ồ cái này có thật sự là wow, ngon như thị thần kỳ, mình phải quay lại mình ăn thêm lần nữa không, hay là ok mình review theo khẩu vị của mình. Cho nên là có thể là nó ok với mình mà nó sẽ ngon với người khác, hay là nó chỉ là ăn tạm được đối với người khác. Cho nên là mỗi người cái khẩu vị khác nhau. Nhưng mà ít ra mình có bạn mình nè, mình cũng quay mỗi lần review là mình hỏi bạn mình luôn, cho các bạn thấy cái khẩu vị của cô ấy cũng vậy, cũng ngang ngửa. Nặng đô. Thôi bị nặng đô hay là dữ lắm mới là ngon. Rồi mình mới quyết định, có chuyện nhiều chỗ giống như là mình nói này,
mình không muốn dìm hàng ai, nhưng mà mình thí dụ nha, có một người ta nói cái tiệm này rất rất là ngon, cái food court này đồ ăn ngon lắm, cái tiệm ngay tiệm đó mình tới mình ăn, mình ăn không được, mình kêu quá chừng món, rồi cuối cùng tại đây người ta bán cơm chỉ, người ta bán cơm chỉ ngon thiệt là ngon luôn, cái cặp mắt của người ta là phát sáng phát điện khi mà gặp món ăn đó, nhưng mà khi mình tới mình ăn mình thấy ăn không được, cuối cùng các bạn biết không, đại ca ăn dễ mà đại ca cũng ăn không được, cuối cùng tụi mình bỏ hết, không ăn được cái gì hết. Nghĩa là mỗi người mỗi cái khẩu vị khác nhau, bởi vậy mới là mà ít ra mình sẽ không có wow ngon quá các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn biết thật sự nó là có phải wow không là cũng được ok các bạn, dở quá các bạn thì cắt bớt. Ví dụ giống như hôm bữa trong đi chợ trời, đi trái cây của chợ trời cacao aco gì đó, trà sữa đó, ở trong đó là không nên uống, và cái tiệm đó bán nước chanh cũng uống không được luôn, phải dục gia đình dục cái nước ly đó, còn mình khác quá mình uống nhưng mà không ngon. Giờ ăn tới này cũng là bánh không, bánh bông tôm nhưng mà nó nhẹ, nó nhỏ hơn. Cái này của Philippines à, còn này là của Nhật, của Hawaii gì. Kính thưa các loại bánh hồng, coi như là ăn của cái gì món à đây. Đây cái này mà tha hồ ăn luôn, ăn sao hết cưng nha chị chị là người ôm nó về nha. Này là, cái này là nha. Phải ráng ăn nhưng mà không sao, có mấy đứa nhỏ Jane có muốn ăn này không con? Water break nè, cái chai nước cái này á, nhiều bạn ở trên đi á, là giới thiệu rồi, nhưng mà mỗi lần mình vô ở Go and Go, Costco Go and Go không có, bán hết sạch rồi. Bạn nào mà thích ăn bánh phồng tôm chiên kiểu Việt Nam thì mua cái này, bởi vì cái vị y chang bên Việt Nam vậy đó, loại mà bánh phồng tôm to, còn cái này á, thì nó có nhiều gia vị hơn, rồi nó nhỏ nhỏ ăn snack chơi, nó nhỏ nhỏ ăn ngon các bạn, nó đậm đà lắm. Ăn bé dạ, ăn chung cho vui. Ủa em vậy hả? Miếng rồi. Em biết ăn về nữa đó hả? Mà em ăn cả bịch ở nhà rồi. Ơi đừng để chị ôm xô chứ. Chị à, chị mua thì chị ôm, tại vì em nói chứ chị mua đâu. Bây giờ nói như vậy á. Rõ ràng nha. Rồi, ăn hết, món nào cũng thử hết, món nào cũng mua hết rồi không biết làm sao luôn á. Ở đây có 2 tuần à. Em đâu có chĩa súng vô đầu chị nói chị phải mua cái bịch này đâu, chị tự ôm thấy vậy. Ở đây 2 tuần, sau đó mình đi đảo Big Island, mình ở bên đó. Rồi sau đó mình đi qua Maui, mình qua Kauai, rồi mình mới đi ngược lại đây, mình ở thêm 2 tuần ở đây nữa. Coi như là mùa hè này nè, mình ăn chơi. Gọi là vậy. Đi nát cái Hawaii, ăn sập cái Hawaii. Gọi là đi cho nó lỗ á, các bạn này tọ, tại vì mình thấy lỡ rồi, mình mua vé, mình qua đây rồi, thì tại sao mình đi có vài tuần nó uổng. Cho nên mình nói thôi kệ, mình lê lết ở đây, mình đi cho tới là gia đình một tuần sau đó gia đình đi học, cho nên mình phải về trước một tuần để mình chuẩn bị cho anh đi học. Chứ mà ảnh mà đi học tháng 9 là mình cũng ở đây cho tới gần tháng 9 luôn á. Mà may cho gia đình là năm xui chứ. Xui là năm nay tự nhiên mọi năm là tháng 9, đầu tháng 9 mới bắt đầu học. Tự nhiên năm nay á giữa tháng 8 là đi học lại rồi. Trời ơi uổng ghê. Mình mời các bạn nha. Khô cá gì vậy bé? Khô cá chu nà. Chu nà tiếng Việt gọi là cái gì cả? Cá nục biển, cá nục xanh. Ủa, vậy hả? Khô cá chu nà. Để coi nha. Em đoán là vậy, đừng nghe lời em nha. Trời ơi. Cái này mà có bia nha, lai ra là ngon. Còn thôi ăn cơm. Ngon hả? Nó mặn. Đối với khẩu vị của Khe Chi là mặn. Ăn với cơm hay là uống với bia thì được, thì không có bia mình uống nước. Đi từ hồi sáng giờ mà đá này các bạn coi nè, nó còn nè. Cái bí quyết mình chia sẻ cái tip nha, là tối đi ngủ bỏ nhiều chai nước này vô trong tủ đá, rồi sau đó mỗi lần mình đi chơi mình lấy ra, để làm chi cả ngày nó có đá trong đây nè, các bạn uống cho nó đã.
ơi trời, nó đã. Nó đã ai tu nà là hình như là cho là cá người đại dương hay gì á. Vậy hả? Từ đó anh nhớ là anh có nghe rồi. Cá ngừ với cá nục, cá lộn mắt hồ. Cá ngừ. Cá ngừ. Còn cái bình này, bình giữ nhiệt này mình nói rồi đó. Các bạn nên đi qua bên đây nhớ đem theo. Cái bình giữ nhiệt này là mấy anh Thái Lan nhưng mà cái hiệu là của Nhật. Cái hiệu con voi nè các bạn. Đây. Bạn nào mà cần mua mình để ý lên ở dưới phần mô tả nha. Nó cũng không có rẻ đâu, một bình nhỏ xíu dành như là mình mua là 30 đô thì phải. Nó giữ nhiệt nguyên ngày luôn. Ví dụ như cái lon nước, cái chai nước dừa, cái bình nước dừa mà mình mua trong Costco 6 bình là 15 đô thì phải. Mình bỏ vô đây, sáng sớm mình đổ vô đây, mình bỏ tủ lạnh rồi mình đổ vô đây. Nó giữ điện nhiệt cho tới, nó lạnh cho tới nguyên ngày luôn. Nó lạnh mà đang thèm cái gì ngọt đi. Ví dụ như mình đang cay trà sữa, mình cố gắng mình cay trà sữa mà mình thèm ngọt thì mình uống cái này vô. Đó. Tại vì nó ngọt ngọt mà. Mà nó là cái gì nó đã gì đâu á. Đó. Đó rồi mình lót nó lại, nó không bao giờ đổ hết trơn á, sướng lắm. Ăn thử bé. Vậy thì cái này á đối với mình nè. Thì cưng thử cứ coi, đối với mình thì mình thấy nó hơi mặn. Sao phải mặn không? Mình ăn không thì mặn. Ăn không thì mặn, nhưng mà có bạn khuyên mình nên mua đem về đất liền thì mình thấy mặn. Cái này là ăn cơm thì được, chứ mà ăn không thì mình thấy nó mặn ha. Mà chơ thì nghĩa là giống như là đồ khô mà ăn chơi các bạn, chứ không phải ăn với cơm. Mình lỡ rồi mua ăn với cơm được ăn ha. Ăn cơm được á chị. Thôi chị dám về theo. Như ngày mà chị không còn ngán kem ăn cơm được nữa. Đôi lúc mệt á. Bây giờ ngán cơm thèm phở. Cái mình múc miếng cơm mình ăn với này cũng được. Giống như sáng sớm đi mà chưa có đi ra ngoài kịp. Mình cần phải trả lời tin nhắn nè rồi edit video. Thì mình sẽ cho gia đình ăn cơm với lại hạt xưởng hay là chả bông hay spam. Không biết anh chịu ăn này không, nhưng mà ăn này ăn cơm được đó. Không phải lúc nào mình cũng đi ra ngoài ăn hết, nhưng mà mình đi ra ngoài ăn mỗi ngày, có khi một ngày 3 cử, có khi ngày 2 cử, nhưng mà ít nhất là 1 cử mình ra ngoài mình ăn. Ăn để review cho các bạn biết ở đây bán cái gì ngon, tại sao mình mập, mình lên cân. Lên cân tại vì review ăn quá chị, ăn quá mặn các bạn. Rồi ăn thử này luôn không? Chó luôn bệnh gì cử. Ahi. Cái này một cái hiệu khác nữa, cũng là khô cá luôn. Cá ahi nhưng mà hiệu là Sakura Bushi. Hy vọng này không mặn. Cái này mình nghĩ chắc không mặn, tại vì cái này hình như teriyaki phải không bác? Cái này là teriyaki flavor. Hai cái nào cũng là teriyaki. Ủa vậy hả? Cái này cũng vậy. À vậy mà sao nó lại mặn hơn, nó không có vị ngọt luôn. À wow khó luôn á. Ô cái này trời đất ơi, nguyên miếng cá nó to đùng vậy. Cái này thì nó cái miếng nhỏ nhỏ. Hai hiệu khác nhau, tụi mình mua hai hiệu khác nhau để ăn thử rồi review. Nhưng mà cái hiệu mà người ta kêu mình mua là hiệu này. Rồi tự nhiên thấy cái hiệu này để kế bên cho nên hồi mua luôn để review luôn. Đây nguyên miếng gì ăn nè. Đó. Rồi nó có khoanh như thế này nè các bạn. Mà cái miếng này ngon ha. Ừ, cái này ít mặn à. Tô diêm. Này 2-5-10. Ủa, cái này ít sodium hơn mà sao mặn dữ vậy? Ừ, chắc con cá này. Cá này chắc nó ở cùng biển. Nhưng mà khác nhà. Khác khu vực. Giống như cái vậy đó. Ở vùng này nó đẹp hơn vùng kia. Ừ. Đó bạn thấy em Thái Lan không? Có người da trắng, có người da ngâm. Đó. Thì hai cái này cũng vậy thôi. Có một chỗ này nó mặn từ trong máu rồi, trong thịt rồi. Nó kia mặn không? Vậy sao bị bạn em chấm sao? Nó khô hơn. Teriyaki mà không có cái vị ngọt của teriyaki. Nó có vị ngọt
mà không có cái vị của teriyaki ngọt như là bạn đang tưởng tượng bạn ăn cái vị teriyaki ai cũng biết rồi phải không, cái vị ngọt ngọt á. Cái này bạn không có thấy cảm nhận, thấy ra cảm nhận. Cái này bạn không có cảm nhận được cái vị của teriyaki luôn. Thôi còn gì đâu, còn gì nữa hả chị? Thôi hả bé, nên chị thấy của em thấy sao? Chị ăn thử coi em thấy sao. Giờ mình hỏi còn gì để ăn không? Bạn mình kêu đây đây. Đây ăn thử coi còn em thấy sao. Ăn cái này để nghe mùi sunscreen thôi, kem chống nắng thôi, cho nên là thôi. Kem mùi cháy. Rồi hôm nay là mình ở đây, tới chiều luôn mình quay cho các bạn xem cái cảnh mặt trời lặn. Trời ơi nó đẹp lắm các bạn ơi. Ngồi đây thấy thoải mái mà mình thích, mình thích cái bãi biển này. Nó nằm ngay đối diện như là cái Mall Alamona Center luôn. Đối diện luôn. Đi dọc 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 đây là các bạn thấy không? Cái bãi biển nó đẹp, cát mà nó không có sóng, nó không có mạnh. Và nó không có đá nhiều thì mấy đứa nhỏ chơi ở đây được. Mình thích ở đây, thích ở cái khu này cho mấy nhỏ chơi. Và bây giờ mình quay cái cảnh mặt trời lặn cho các bạn xem nhìn nó đẹp như thế nào ha. Trời lặn ở đảo Oahu. Đảo thì tên là Oahu. Bốn đảo lớn nhất của Hawaii gì là Oahu, Big Island, Maui và Kauai. Thì cái đảo Oahu là tên thành phố là Honolulu, là các bạn nghe Honolulu là ở bên Oahu. Còn cái bãi biển này tên là Waikiki. Đó là Waikiki là nằm ở trên đảo Oahu luôn nha. Thì mình đang quay là cảnh mặt trời lặn cho các bạn xem nè, nó đẹp lắm. Trước mình đi 3 năm về trước thì ở đây đảo cái bãi này nè các bạn, bãi biển này đông nghẹt người luôn. Có lẽ là bây giờ là chưa đâu, mình nghĩ chắc sang năm á, sang năm mà đi ở đây là đông nghẹt lắm á. Các bạn biết không, cái video hôm bữa mình tới đây mình mua đồ ăn quá chừng rồi. Nói thiệt là cũng đem ra đồ ăn ra đây, spaghetti của Joby Lee nè, rồi Curry House ra đây ngồi ngắm mặt trời lặn. Mà vừa ra cái mặt trời lặn rồi, thế là quay không có được gì đẹp, cho nên là mình quay chớp nhoáng lắm. Nhưng mà hôm nay mình sẽ ở đây mình quay mặt trời lặn cho các bạn xem. Thật ra Kechi đã tới đây 3 năm về trước rồi. Mình cũng đi, mình ở đây 11 ngày. Mình đi cũng nát nước ở bên đây rồi, bên đảo Oahu. Các bạn mình đi có một đảo thôi, mình đi 11 ngày. Còn kỳ này mình đi là 15 ngày cho bây giờ. Rồi sau đó mình quay ngược, đi hết cả đảo khác, mình quay lại mình ở thêm 2 tuần nữa, là mình ở đây cũng tháng. Tức là mình đi hết đảo rồi các bạn, mình đi đủ thứ chỗ hết rồi. Nhưng mà mình muốn đi những cái nơi giống như là về miền quê mà mình không biết cái của đảo Oahu, giống như là có chỗ nào miền quê không các bạn? Các bạn chia sẻ với mình cái cách đi, mình muốn đi tới như thế, tới chuyển chỗ đó. Hay là biết ai là có bạn nào biết ở chỗ nào bán cây, mình nghe nói bên đó có cây sầu riêng. Tại là bên đó là xứ sở sầu riêng. Nếu mà bạn biết những cái nơi như thế là vườn cây ăn trái nè, sầu riêng hay là chôm chôm măng cục gì đó, bạn có thể chia sẻ với Kitty không? Hay là đi đâu ăn bên đảo Hawaii gì, đi đâu ăn, đi đâu chơi ở đảo Hawaii gì, Maui và Kauai, bạn để dưới phần comment. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm luôn, bởi vì mình cần những cái giống như cái review, tại vì nhiều bạn đã từng đi qua rồi hay là đang ở đó thì người ta sẽ biết rành hơn, thì có thể giúp Kitty bằng cách là để dưới phần bình luận cho Kitty với nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và các bạn ơi, video tới đây cũng dài rồi, mình tạm thời chia tay các bạn ở đây nha.
Mình muốn chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu như bạn thích video này, nhớ bấm nút like nha. Và nhớ bấm nút subscribe, ủng hộ kênh KT. Kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông ở phía bên tay phải á. Nếu bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình upload lên một cái video mới. Bạn không bấm vào nó không có thông báo các bạn thì các bạn sẽ dễ bị bỏ qua, bỏ sót là cái video đó. Các bạn giúp đường KT nha. Thank you for watching. Bye bye, see you next time. Bây giờ đi ăn tiếp đây.